Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đẩy mạnh củng cố quyền lực. Ngày 9 tháng 8, AFP tiếng Việt loan tin Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ vướng mắc cho địa phương, ổn định chính trị, xã hội. AFP cho biết truyền thông nhà nước loan tin sáng ngày 9 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng dưới sự chủ trì của Tô Tổng, Bộ Chính trị đã họp phiên thường kỳ để bàn và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng theo thẩm quyền của Bộ Chính trị. AFP trích dẫn báo tin tức cho hay, Tô Tổng đánh giá Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bám sát chương trình toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương Đảng để tổ chức triển khai nhiều hội nghị với các hình thức linh hoạt cả trực tiếp và trực tuyến nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13. Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng, các cơ quan, tổ chức liên quan đã phối hợp tốt trong tham mưu tổ chức thực hiện công tác triển khai các văn bản, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đạt hiệu quả. Hình ảnh bản tin trên AFP. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nay đến hết năm 2024 còn nhiều. Những vấn đề lĩnh vực liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng phải hoàn thành trong năm 2025. Những mục tiêu mà Đại hội 13 đặt ra còn rất lớn. AFP cũng cho biết, tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu Bộ Chính trị tập trung giải quyết các nhóm đề án để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho địa phương, doanh nghiệp, ổn định chính trị, xã hội. Người đứng đầu đảng cho rằng Bộ Chính trị cần có quyết sách cho những vấn đề phát sinh với phương châm lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân là trên hết và trước hết. Bên cạnh đó, báo Việt Nam Plus đưa tin chiều ngày 9 tháng 8, Tô Tổng đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố Hà Nội, cùng với việc quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 35 chỉ thị Trung ương vào ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14, tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tô Tổng không quên nhắc nhở chính quyền Hà Nội cần thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Đó là nhiệm vụ then chốt đảm bảo cho mọi thành công của các lĩnh vực khác. Đồng thời, ông cũng căn dặn Hà Nội phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trước đó, ngay sau khi nhậm chức Tổng Bí thư, trong chiều ngày 3 tháng 8, ông Tô Lâm đã thẳng tay trảm 4 tướng, gồm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm. Cùng chiều ngày 3 tháng 8, tân Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu trong cuộc họp báo, khẳng định rằng ông sẽ tận tâm, tận lực, tận hiến vì sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, vì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an đưa tin. Những hoạt động này cho thấy Tô Tổng chủ đang nỗ lực thể hiện bản thân cũng như đẩy mạnh việc củng cố quyền lực của mình. AFP cho hay, Chủ tịch nước Tô Lâm vào sáng ngày 3 tháng 8 tại Hà Nội đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thay cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu với tỷ lệ tán thành 100%. Trong phát biểu sau khi nhậm chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đưa ra cam kết đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng của người tiền nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đẩy mạnh củng cố quyền lực. Liệu Tô Tổng chủ có cải cách thể chế Việt Nam? Ngày 6 tháng 7, AFP tiếng Việt bình luận Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể cải cách thể chế lâu nay của Việt Nam. AFP cho biết, trong bài viết ngay sau khi lên nắm chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm cho biết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế để đưa đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời cam kết quyết tâm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. AFP dẫn nhận định của Trần Anh Quân, một nhà hoạt động xã hội trẻ ở Sài Gòn, cho rằng chuyện kêu gọi tháo gỡ vướng mắc thể chế không mới, nhưng từ trước đến nay chỉ là hô hào, đổ lỗi cho cấp dưới. Cái vướng mắc của nhà nước hiện nay là tình trạng đơn đảng, độc tài. Nếu ông Tô Lâm thật sự muốn giải quyết các vướng mắc của đất nước, thì nên bỏ điều 4 của Hiến pháp
Để cho nhiều đảng được cạnh tranh một cách công bằng, minh bạch, thì như vậy bộ máy chính trị mới có thể thay đổi tích cực. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn tiếp nhận định của tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy cho rằng đảng đang đối mặt với hai cuộc khủng hoảng lớn. Thứ nhất là khủng hoảng về thể chế và lý luận chính trị. Thứ hai là khủng hoảng về kinh tế. Theo tiến sĩ Vũ, chính sự khủng hoảng kinh tế này là nhu cầu đòi cải cách thể chế tăng cao. Nhu cầu này không chỉ trong dân mà ngay cả trong đảng, khi đảng viên đã trở thành nhà tư bản. Tiến sĩ Vũ cho rằng khúc mắc lớn nhất là sự hiện diện của các công ty nhà nước và các công ty được chống lưng bởi các đảng viên cấp cao. Việc này khó mà xóa bỏ nếu đảng vẫn nắm độc quyền. Ông Vũ giải thích, các chức vụ trong chính quyền từ lớn đến nhỏ đều bố trí cho các đảng viên. Điều này giới hạn khả năng của những người có năng lực khác tham gia vào việc điều hành chính quyền. Chính vì vậy, chừng nào chưa cải cách thể chế chính trị, năng lực điều hành của chính sách và kinh tế quốc gia vẫn chưa được nâng cao lên được. Việc điều hành đất nước không chỉ tập trung vào một vài người ở trên, mà nó cần có một bộ máy xuyên suốt từ trên xuống dưới của những người có năng lực. Trong các thể chế dân chủ, tất cả các cấp bậc, các vị trí trong chính quyền đều được bầu chọn dựa trên năng lực và do đó nó giúp nâng cao khả năng quản trị. Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. AFA nhắc lại vào tháng 5 năm 2022, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới World Bank đã khuyến cáo Việt Nam cần phải cải cách thể chế để tránh bẫy thu nhập trung bình và đạt được mục tiêu là quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2045. AFA dẫn bình luận của một nhà báo ở Việt Nam cho rằng chế độ độc đảng toàn trị theo nguyên tắc căn bản nhất là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, nên khi họ đưa ra quyết định về thể chế quan trọng đều cần phải có tập thể giải quyết. Nhưng khi khai triển thì họ đưa cho từng cá nhân phụ trách theo từng phần. Khi muốn có một quyết định mang tính tập thể thì bắt buộc họ phải kéo phe cánh ủng hộ cho thể chế đó để đạt được đa số mới được thông qua. Chính vì cách làm này nên suốt hàng chục năm qua đảng đã rất rối ren và bế tắc trong việc thực hiện các chính sách và các thể chế quan trọng. Nhà báo này nêu ví dụ việc ông Tô Lâm liên tiếp đắc cử từ chủ tịch nước rồi tổng bí thư một cách nhẹ nhàng. Đây là một bước thành công khi chuyển từ chế độ độc đảng toàn trị sang chế độ độc tài toàn trị. Tuy nhiên, nhà báo này nhận xét tư tưởng của ông Tô Lâm chưa cho thấy một cái gì mới mà vẫn dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin và tất cả những đường lối bấy lâu nay. Tôi cho rằng phát biểu mới nhất của ông Tô Lâm về thể chế chỉ là hình thức, bởi vì thời gian nắm cả hai chức vụ còn mới quá. Cần phải có thêm thời gian mới biết rõ ông Tô Lâm thành công hay thất bại trong vai trò của một nhà độc tài toàn trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Liệu Tô Tổng Chủ có cải cách thể chế Việt Nam? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này đến cho người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.